Tại trường mầm non xã Mãn Đức, các bé đã thể hiện nhiều tiết mục văn nghệ dành tặng các thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ngành, các bậc phụ huynh học sinh và đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của các thầy cô giáo đã tạo được môi trường học tập vui chơi cho các bé với nhiều góc sáng tạo giúp bé hoàn thiện về tất cả các mặt. Năm học 2018-2019, trường có 303 bé gồm 10 nhóm lớp, 100% các bé phát triển một cách toàn diện về thể chất và trí tuệ. Đây là niềm vui, là sự tin tưởng của các bậc phụ huynh dành cho các thầy cô giáo. Trong không khí vui tươi phấn khởi của ngành nhà giáo Việt Nam, nhà trường còn nhận được sự quan tâm của Công an huyện Tân Lạc, Chi đoàn Thanh niên đội giao thông quản lý hành chính đã dành tặng nhà trường 6 chiếc xe đạp mẫu giáo, tặng 30 chiếc áo ấm cho 30 em có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm tri ân công lao của các thầy cô. Bên cạnh đó, còn góp phần giúp các thầy cô nuôi dạy các bé được tốt hơn, xây dựng hình ảnh người công an nhân dân gần gũi, thân thiện vì nhân dân phục vụ.